Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn về hạt hướng dương. Thì hạt hướng dương có nên ăn nhiều hạt hướng dương hay không? Vào dịp Tết cũng là hạt hướng dương bán được nhiều nhất. Tuy nhiên có những câu hỏi luôn thường trực trong nhiều người là ăn hướng dương có tốt hay không? Ăn hạt hướng dương có bị đau đầu không? Hạt hướng dương có béo không? Ăn hạt hướng dương có bị teo não không? Tác dụng của hạt hướng dương thì hạt hướng dương có chứa rất nhiều chất bổ dưỡng, một loại hạt hướng dương chưa bóc vỏ, phù hợp cho một khẩu phần ăn thông thường khoảng 28g, trung bình là 1/4 chén hoặc 4 thìa, cao khoảng 1-2 ngón tay. Chúng chứa rất nhiều chất béo có lợi, cứ mỗi một lượng hạt hướng dương của một khẩu phần ăn sẽ cung cấp khoảng 14g chất béo không bão hòa đa và không bão hòa đơn. Nhà nghiên cứu dinh dưỡng Alisa Rumsey cho rằng hai loại chất béo này có trong hạt hướng dương mang lại nhiều lợi ích cho con người, đặc biệt cho sức khỏe tim mạch, ngăn ngừa các bệnh về tim. Không những vậy, trong khẩu phần ăn hạt hướng dương còn có 6g protein và chất xơ. Rumsey cũng cho rằng chất béo, chất xơ và protein đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cảm giác no lâu. Nhà nghiên cứu dinh dưỡng Mastellon cũng cho biết hạt hướng dương cũng chứa rất nhiều chất, vitamin và khoáng chất bổ dưỡng, bao gồm cả vitamin E có đặc tính chống viêm mạnh và ngăn ngừa các yếu tố dẫn đến bệnh tim, chất folate có lợi cho quá trình tổng hợp ADN, phosphor, chìa khóa của xương chắc khỏe, xylen, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể khỏi tế bào bị tổn thương, mangan giúp phát triển xương, đồng đỏ hỗ trợ sức khỏe cho tim mạch và chức năng hệ thống miễn dịch. Vitamin B6 tăng cường phát triển hệ thống và chức năng nhận thức của não bộ. Kẽm cải thiện sự trao đổi chất và chức năng của hệ miễn dịch. Đặc biệt là hạt hướng dương rất giàu magie. Đây là một loại khoáng chất với hơn 300 lợi ích sức khỏe khác nhau. Nhà nghiên cứu dinh dưỡng đã xác nhận magie có thể làm giảm áp suất lượng máu. Nó còn hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh về tim mạch. Đồng thời, chúng còn là một thành phần thiết yếu trong xương. Nó giúp cải thiện chức năng thần kinh cũng như tăng cường sức khỏe cơ bắp. Thứ hai, ăn nhiều hạt hướng dương có tốt hay không? Thì theo tờ Veru của Nga, một hạt hướng dương có rất nhiều hữu dụng và cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt, chúng giàu vitamin A, B, C, D, E. Nó hỗ trợ hoạt động của con người, bổ sung các thành phần máu và thúc đẩy hấp thu canxi cho cơ thể. Các loại vitamin A, C, E trong hạt hướng dương còn giúp hạ cholesterol. Ngoài ra, nó cũng cải thiện và làm đẹp da, tăng cường sức sống cho tóc và ngăn ngừa lão hóa. Hạt hướng dương còn chứa nhiều nguyên tố vi lượng, có thể kể đến như natri, phosphor, sắt, kẽm. Các khoáng chất này mang lại nhiều lợi ích cho cơ quan trong cơ thể. Nó giúp giảm cholesterol xấu trong cơ thể, giảm căng thẳng, ngăn ngừa chứng trầm cảm. Bên cạnh đó, nó cũng kích thích tiêu hóa và cải thiện chức năng gan. Trong hạt hướng dương cũng chứa rất nhiều magie rất cần thiết cho hệ thống tim mạch, hệ thống miễn dịch và hệ thống thần kinh. Các axit béo trong loại hạt này cũng là một thành phần thiết yếu của tế bào và cấu trúc não. Tuy nhiên, bên cạnh hàng loạt ưu điểm, tờ báo này cũng đưa ra rất nhiều tác hại không ngờ từ loại hạt không thuộc được nhiều người ưa chuộng. Mang trong hình hàm lượng chất béo lớn, hạt hướng dương cung cấp lượng calo đáng kể. Cụ thể, 100g hướng dương chứa 520 kcal. Nó tương đương với vài miếng lợn, thịt lợn nướng hay một chiếc bánh mì hoặc là thanh sô-cô-la. Vì vậy, chúng đặc biệt ảnh hưởng đến những người muốn giảm cân và đang áp dụng chế độ ăn kiêng giảm béo. Với loại vỏ cứng, cắn hạt hướng dương còn có thể gây phá hủy men, tạo thành cao răng. Nó làm cho bộ nhai yếu và dễ mắc bệnh nhiễm đa chu. Hạt hướng dương chứa nhiều thành phần độc hại có thể kể đến như cadmium. Theo thời gian, các chất dinh dưỡng trong hạt bị phá hủy, chuyển hóa tích lũy thành chất độc hại. Vì thế, khi ăn nhiều hạt hướng dương cũ, bạn có nguy cơ gia tăng chất cadmium trong cơ thể. Chúng sẽ gây ra các bệnh nghiêm trọng về thận và hệ thần kinh. Theo tờ Lero, người ăn nhiều hạt hướng dương sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dây thanh âm, cổ họng, bám bụi dẫn đến khả năng